Phong Thủy Tâm Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và ngày hôm nay ngồi bên cạnh Đức Trung, chúng ta tiếp tục gặp chuyên gia phong thủy sư thầy Tâm Nguyên. Vâng, xin chào thầy. Dạ vâng. Vậy thì trong cái video lần này thì em và thầy sẽ cùng nhau đến với một trong những cái thắc mắc rất là quan trọng của các cô chú anh chị và các bạn. Bởi vì chúng em nhận được cái tần suất câu hỏi này của các cô chú anh chị rất là nhiều. Kể cả đối với việc thi công nhà ống hay nhà vườn cũng thế thầy ạ. Trong cái việc mà lựa chọn về cái phong cách nhà thì chúng ta biết rằng là có hai cái dạng phong cách mà phổ biến, đó là nhà liền kề, tức là nhà ống, nhà mặt phố thầy. Cách thứ hai đó là phong cách nhà, thứ hai đó là nhà vườn. Đối với cái việc nhà ống thì rõ ràng cái diện tích mặt tiền nó thường nó nhỏ, tầm khoảng 5 mét đổ lại. Thì cái việc mà đặt cổng, đặt cửa hay là đối với nhà vườn thì đây là một trong những cái mối quan tâm hàng đầu của các cô chú anh chị thầy ạ. Thì đối với nhà ống thì việc đặt cổng, đặt cửa thì nó không có nhiều cái lựa chọn về hướng. Chắc chắn chỉ có một hướng duy nhất thôi, chỉ là việc mình đặt sang bên trái, đặt sang bên phải thôi thầy. Nhưng đối với cái nhà vườn thì là đất nó rộng, mà việc đặt cái nhà ở trên đất đấy xong rồi là không gian còn lại để các cô chú ý, nhiều người làm trồng cây hoặc là tiểu cảnh sân vườn hoặc là đá thả cá, thì cái việc lựa chọn cái vị trí cổng là rất nhiều các cô chú chị quan tâm và đặt ra với đối với đội ngũ trợ lý chúng em ạ. Vậy thì thông qua cái việc thầy trao đổi với các cô chú chị thông qua cái video này thì thầy nói về cái vai trò của việc vị trí cổng cửa, tức là khai môn trong yếu tố phong thủy thì nó quan trọng như thế nào và các gia chủ cần lưu tâm điều gì ạ? Cảm ơn câu hỏi của các bạn. Thì tôi xin lý giải thì nó cũng như là chia sẻ với anh chị cái phần kiến thức này. Trước khi vào thì các anh chị biết rằng chúng ta quay lại cái câu hồi xưa tôi cũng hay nói. Tức là một năm làm nhà, ba năm mở cổng. Một năm làm nhà, ba năm mở cổng. Cái câu này tức là nói là như thế này. Có phải là làm nhà xong hết tiền không tiền mở cổng không? Chẳng liên quan đúng không? Cổng thực ra là chỉ chổ cái chổ vào thôi. Đúng không? Như vậy là chọn được cái ngày trong năm để làm nhà đã khó rồi, chọn tiếp chờ đến 3 năm sau thì mới thể chọn được một ngày tốt để mở cổng. Đó, cái điều này nó nói đến là cái vai trò của cái vai trò của cái cổng trong cái nhà là đặc biệt rất quan trọng. Kể cả Dương Trạch Tam Yếu cũng nói về cái chuyện này, tức là đầu tiên là cổng cho đến cửa chính, tức là môn đúng không ạ, cho đến khí khẩu, tức là khí khẩu xong đến đại môn, nó tức là cổng xong đến cửa chính xong đến phòng ngủ của chủ phòng, phòng ngủ chủ phòng xong đến phòng bếp, phòng bếp rồi đến phòng thờ. Tức là cái nguyên tắc của cái chuỗi như thế là cái chuỗi mà bất di bất dịch trong cái việc mà thiết kế của phong thủy. Mà kể cả hay cái đơn giản cái thuyết tam tài trong phong thủy là nói về môn chủ táo, tức là cổng phòng ngủ sạch chủ và vị trí của bếp gọi là môn chủ táo. Gọi là tam tài hay gọi là thì cái thuyết gọi là dương sạch tam yếu đấy, ba cái điều quan trọng người ta nói đến là môn chủ táo. Thì ở đây chúng ta nói đầu tiên đến cái môn. Cái môn thì như này, cái môn thì nó có ở đây chúng ta đang nói đến cái cổng, tức là nói đến khí khẩu là cái điểm nạp khí vào trong nhà. Cái điểm nạp khí vào trong nhà thì còn cái đại môn thì là cái điểm là cái đại môn, tức là cửa chính của chúng cửa ta chính, vâng, cửa chính ra vào ta, thì nó gọi là để xác định cái phương hướng, để nó định lọng và rồi, để nó nạp, để nó giữ khí. Như vậy thì cái vị trí của cái cổng nó đặc biệt, nó rất là quan trọng ở trong phong thủy. Nếu chúng ta để ý thấy rằng là cái cổng mở vào vị trí xấu hay mở vị trí phương sát thì là cái điều hung họa là xảy ra là nhanh nhất, nhanh nhất vì đến là với cả cái nhà luôn, đến cả cái nhà đấy luôn. Bởi vì là cái cổng này là nó nạp khí thẳng vào long. Nó sẽ đập thẳng vào long luôn. Và nó sẽ đập thẳng vào hướng. Bởi vì là cái môn này với cái cửa chính nó đập vào hướng, là quản tài. Đập thẳng vào long là quản đinh. Cho nên ra là nó ảnh hưởng đến cả cái đinh tài, là dù vượng hay là suy bại đều do vị trí của cái cổng. Sơn quản nhân đinh, thủy quản tài. Cho nên ra là cái việc mà chúng ta định được cái vị trí của cái khai môn mở cổng thì nó là cái vị trí mà quan trọng nhất. Chúng ta để ý thế này, các cái đình điền miếu phủ chùa chiền, tại vì chúng ta khi nói phong thủy chúng ta nói về những cái gọi là kỳ sơn bảo địa ấy, những cái địa điểm tắc ấy, thì là chúng ta thấy rằng kể cả đình điền miếu phủ chùa chiền thấy thôi, và thông thường là vào trong một cái chùa hay đình thông thường có từ 2-3 cái cổng. Thì hai cổng thì có cổng thì để vượng long, có cổng thì để vượng tài, có tổng cổng thì lại để vượng quý, có cổng thì để vượng quan, có cổng thì để vượng đinh. Đó thì là tất cả những cái vị trí cổng thì người ta căn cứ vào cái vị trí của thế đất để người ta xác định cái vị trí của cái cổng. Thì xác định được vị trí cổng rồi lại phải chọn được cái thời điểm vượng để mà khai mở cái lúc đó, để khai môn, để khai môn rất quan trọng. Nó rất quan trọng đúng không ạ? Thì chúng ta nói như là như vậy, cho nên thành ra là
nhà thì nó có ba cái kiểu nhà. Được. Cái kiểu nhà đầu tiên là cái biệt thự, nhà vườn trong một cái khu đất chẳng hạn, là anh chị có cổng, sau đó là như là có cổng sẵn rồi, kể cả nhà máy hay khu đô thị. Khi nói về cái cổng, chúng ta nói về cái khu đô thị, chúng nói về cái nhà máy, chúng ta nói về những công trình lớn thì nó lại là đặc biệt thiết yếu quan trọng. Ví dụ cho một cái dự án, đúng không ạ? Cái dự án thì thông thường khi anh chị thiết kế quy hoạch một cái dự án chẳng hạn, đúng không ạ? Thì là cái quan trọng nhất là bây giờ là cái cổng, anh chị giả sử anh chị chốt được cái cổng. Anh chị chốt cái cổng, cái cổng rất khoát nó phải ở chỗ này chẳng hạn, đúng không ạ? Thì người ta phải chọn lựa cái nhà điều hành ở vị trí nào mà cái cổng này nó sinh vượng. Đó. Còn nếu như mà anh chị bắt buộc vị trí của nhà điều hành cái quản lý dự án này rồi thì cái cổng ở chỗ nào để cho nó vượng. Đúng rồi. Rồi luôn luôn là lại là chọn cổng. Dạ. Và cái chuyện thứ ba là trong một khu đô thị thì nếu như mà cái môn khí giống cái cổng vào làng á, hay là cái cổng vào khu đấy nó mà vượng thì toàn bộ cư dân sau này cư trú trong đấy cũng thịnh vượng. Dạ. Mà chủ đầu tư thi công cũng sẽ thịnh vượng. Đó. Thì bản thân là cái căn nhà cũng như vậy, bình điền muối phủ chùa chiến vậy, thì cái căn nhà cũng vậy, thì cái vị trí của cái môn hay vị trí cái cổng là nó tối quan trọng để cho cái việc mà nó dưỡng khí bổ long, để mà cho nó tăng cường thêm cái vận khí của cái căn nhà đó. Cho nên thành ra là chính vì vậy cho nên thành ra là vai trò của cái cổng là cái đặc biệt rất là quan trọng trong việc xác định. Đương nhiên là xu cát kỵ hung, né hết những cái điều xấu rồi thì sẽ còn lại là chúng ta sẽ lựa chọn những cái điều tốt. Còn trường hợp thứ hai là khi anh chị ở nhà trong kể cả khu biệt thự hay trong những cái nhà liền kề hay nhà lô, kể cả đến 7m mặt tiền đi, 8m mặt tiền đi, đúng không? Thì về cơ bản thì cùng lắm chia hai cục, đúng không? Là chia hai cục thì về cơ bản là cổng bên trái hay cổng bên phải, cổng bên phải, cổng bên trái hay cổng bên phải. Cái câu này 50-50 thôi, 50-50, cổng bên phải hay trái hay cổng bên phải hay cổng ở giữa. Đúng không ạ? Thì nó phải liên quan đến cái tổng thể của cái khu đất và tổng thể của khu vực đó để người ta quyết định vị trí cái cầu. Cho nên là trong phong thủy, cái khái niệm quan trọng bậc nhất là người ta quan tâm đến là đầu tiên là cái khí khẩu là cái điều chỉ quan trọng. Còn những cái nhà mà liền kề chỉ một mặt tiền phát là ra ngoài đường luôn, đúng không ạ? Thì lúc này thì người ta sẽ không nói đến cái cổng nữa, là người ta đã bắt đầu nói đến cái huyền quan. Lúc đây là câu chuyện của huyền quan, huyền quan của nhà chung cư, huyền quan, huyền quan của cái nhà liền kề. Đó. Thì cái quan trọng nhất là điểm huyền quan để mà chúng ta xử lý cái phần đó, để vừa xử lý xung sát, vừa để chiêu tài nạp khí, vừa để kích hoạt khí vượng. Đúng không? Thì cho nên là khi nói này chúng ta vẫn quay lại là cái cổng đối với cả trong phong thủy nó là một cái điều quan trọng nhất. Rất đến trọng. Là định vị cái cổng. Cho nên ra là nếu như mà cái chùa chỗ này thì dứt khoát cái cổng nó phải nằm ở chỗ này. Cho nên người ta tìm được cả cái cổng cổ của cái chùa đấy ở chỗ nào, tại sao để cổng ở đây, tại sao lúc này nó vượng, xong rồi lấp cái cổng đi chuyển chỗ khác, tự nhiên cái chùa đấy mất vượng. Nhà thì mất vượng, cả một cái khu đô thị hay cả một cái nhà máy cũng như vậy. Tại sao có những cái cổng mở mà không đi, nhưng mà phải mở để cho vượng. Cái này là qua hàng trăm cái đỉnh đền miếu phủ chùa chiền và cái nhà máy, tôi đã đúc rút ra được cái vị trí cũng như là các cái phương pháp mà mở cổng như thế nào là nó gây rung họa và như thế nào là nó có vấn đề, là nhìn một cái là mình sẽ biết ngay. Bởi vì là nó có cái tiêu chí cực kỳ quan trọng. Vâng, em cảm ơn thầy. Bởi vì đây là một trong những cái hạng mục quan trọng trong cái việc, một trong những cái hạng mục quan trọng trong cái bộ hồ sơ phong thủy mà chúng em vẫn triển khai với các gia chủ, bởi vì trong hồ sơ phong thủy sẽ có cái phần liên quan đến mặt bằng tổng thể. Mặt bằng tổng thể là cái việc quy hoạch cả một cái thửa đất rộng như vậy, và cái nhà đặt ở đâu trên đất và cái cổng chỗ đâu nó vô cùng quan trọng như thế. Cái việc mà em cảm thấy rằng là không có hợp lý nếu như một công ty kiến trúc thông thường với cái việc hạng mục nhà vườn đất rộng như vậy mà họ chỉ thiết kế mỗi một cái nhà mà đặt lọt thỏm trên đất và đặt đâu cũng được, không có lập hướng, không xét đến yếu tố vận khí, không xét yếu tố về trạch chủ cũng như là các yếu tố, tức là yếu tố về tổng quan đại cục bên ngoài mà đã sơ sài, chứ chưa nói về nội cục bên trong, mà cái việc cổng cửa mà cũng làm sơ sài nữa thì cũng không có gì mà làm hại gia chủ. Cái điều này rất là nguy hiểm, đúng không thầy? Thì hôm nào có thời gian chúng ta lại chia sẻ về cái hòn non bộ này. Dạ. Rồi lại cái hồ cá này. Vâng. Đặt rất tung tung. Dạ. Nhiều khi nó chỉ một cái rất là nhỏ thôi. Vâng. Một cái nhiều khi rất là gợn nhỏ thôi. Dạ. Là mà nó đã làm cho là bản thân là cái căn nhà nó trở nên là đáng ra là nó một cái cát trạch. Dạ. Nó trở thành cái hung trạch. Vâng. Xin cảm ơn thầy. Và thông qua cái phần mà thầy chia sẻ, thầy có nhắc đến một trong những cái cuốn sách vô cùng rất hay, đó là cuốn Dương Trạch Tam Hiếu. Thì với cái cuốn sách này, các cô chú anh chị chúng ta có thể là truy cập trên website là thuviệnphongthuy.vn để tìm cái cuốn sách này, và trên cái cuốn đó thì trên cái trang web đó thì các cô chú anh chị cũng có thể đọc cái phần liên quan đến lời mở đầu cũng như một số những cái trang đầu giới thiệu cuốn sách. Và nếu như cảm thấy cuốn sách này ý nghĩa và cần nghiên cứu thì các cô chú anh chị cũng có thể liên hệ đến cái số điện thoại hotline ở trên website thuviệnphongthuy.vn để có thể là đặt mua cái cuốn sách phong thủy Dương Trạch Tam Hiếu này để nghiên cứu, rất là hay. Ngoài ra cái việc mà
một trong những hạng mục mà Đức Trung có nói là liên quan đến mặt bằng tổng thể, cái việc mà một cái bộ hồ sông thủy mà có cái trang mặt bằng tổng thể, cái việc này vô cùng quan trọng, mà với một công ty kiến trúc phong thủy cần phải ưu tiên cái việc này hàng đầu. Chứ nếu như cái việc thiết kế mỗi một cái nhà thôi mà cho rằng đó là cái việc đã đủ đối với gia chủ rồi thì bất cứ công ty kiến trúc nào cũng có thể làm được, nhưng cái việc đó nó chưa có đủ để quyết định đến yếu tố về về vượng đinh vượng tài đối với gia chủ đâu ạ. Em xin cảm ơn thầy và cũng như là chúc thầy nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các cô chú chị trong chuỗi những video tiếp theo. Các cô chú chị để mà được tiếp xúc cũng như là đặt với những câu hỏi đối với chương trình thì các cô chú chị có thể đặt dưới phần bình luận, bao gồm là họ tên, số điện thoại cũng như năm sinh và cũng như câu hỏi cần được giải đáp để đội ngũ trợ lý tổng kết cũng như là đặt câu hỏi với thầy trong những cái chương trình tiếp theo, cũng như có thể gọi điện đến số 1900292 để gặp đội ngũ trợ lý của thầy Thâm Nguyên và hướng dẫn và cũng như là các bước làm việc với các cô chú anh chị xoay quanh vấn đề làm nhà này. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các cô chú anh chị ạ. Vâng, cảm ơn anh chị.